Trời thì vẫn còn đang mưa nhưng mà mình vẫn muốn hoàn thành luôn cái video này để có thể giới thiệu cho anh em về một cái sản phẩm máy cưa xích sử dụng pin với lăng xích là 16 inch, sử dụng một lúc hai viên pin đến từ thương hiệu Detong, để có thể giới thiệu cho anh em. Và cũng như là sản phẩm này theo mình thấy thì sẽ rất là phù hợp với những cái trường hợp như thời gian vừa rồi, để anh em có thể sử dụng để anh em khắc phục những hậu quả sau bão, hoặc là anh em có thể cưa những cái thân cây to, những cái cành cây đang có ở khu vực của mình. Và cũng như là trong video này thì mình cũng rất là mong là những anh em nào đang có ở trong cái khu vực mà bị ảnh hưởng bởi bão thì cũng là mong và cũng chúc anh em là sẽ thật sự an toàn, và cũng như là mọi việc nó sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn trong cái thời điểm bão như thế này, và cũng như là mong là mọi việc sẽ là bình an vô sự đối với những anh em nào đang có ở trong khu vực bão nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn lại anh em ở trong video tiếp theo nha.